Tiếp một ngày hôm nay mình đọc cho các bạn nghe câu chuyện này. Cái hai chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc để tập đánh vần những cái từ khó nhá. Bây giờ mình sẽ kéo camera lại các bạn nhìn rõ hơn nha. Ok, câu chuyện Trí khôn của ta đây. Có một con cọp đi từ trong rừng ra, thấy một bác nông dân đang cày ruộng. Bác la lên liên tục, lấy roi quất vào mông con trâu to khỏe. Vậy mà trâu vẫn lầm lũi kéo cày. Cọp lấy làm ngạc nhiên lắm. Chờ đến lúc nghỉ trưa, cọp lại gần trâu và hỏi: "Này, anh trâu, anh to khỏe thế kia, sao lại để cho người ta đánh đập khổ sở như vậy?" Trâu ghé tai cọp nói nhỏ: "Người tuy nhỏ nhưng có trí khôn cả đấy." Cọp tò mò hỏi: "Trí khôn là cái gì? Nó như thế nào?" Trâu không biết giải thích ra sao, liền nói: "Anh muốn biết thì lại hỏi người ta ấy." Cọp liền đi lại gần.